Mua nước ngọt giữa Trương Quân Ninh, nhưng Nhậm Gia Luân lại chơi chiêu lén uống trước nửa ly. Lấy đề tài truy bắt tội phạm ma túy, Không Nói Lời Tạm Biệt được xem là điểm sáng đáng chờ đợi với sự kết hợp của Trương Quân Ninh và Nhậm Gia Luân. Trong một phân cảnh của bộ phim Không Nói Lời Tạm Biệt, để dỗ ngọt Âu Khả Hân, Trương Quân Ninh, Mộc Thanh, Nhậm Gia Luân đã đặc biệt mua cho cô nàng ly nước hạ hỏa. Tuy nhiên sau khi lên sóng, cư dân mạng đã soi ra được hạt sạn cực lớn trong phim, đó chính là ly nước mà Mộc Thanh mua cho Khả Hân, vốn chỉ còn một nửa. Chi tiết có phần bị lỗi này vô tình khiến khán giả phải bật cười. Một số khán giả để lại bình luận như sau: nước đã bị cậu uống trước mất một nửa rồi đúng không Mộc Thanh? Mua nước cho người ta mà mình lại uống mất 1/3 ly rồi. Mộc Thanh: chị hai à, phục vụ chị em cũng mệt lả người rồi. Chị đại nhân đại lượng, không để tâm chuyện em uống nửa ly đâu nhỉ. Không Nói Lời Tạm Biệt được sản xuất dưới sự giám chế của đạo diễn Trịnh Hiểu Long, với sự tham gia diễn chính của Trương Quân Ninh và Nhậm Gia Luân. Đây là bộ phim hiện đại hiếm hoi lấy đề tài truy bắt tội phạm ma túy, đặt trong bối cảnh vô vàn những bộ phim ngôn tình thay nhau xuất hiện trên thị trường hiện nay. Không Nói Lời Tạm Biệt được xem là điểm sáng đáng chờ đợi. Tuy nhiên điểm trừ duy nhất khiến nhiều người còn chưa hoàn toàn hài lòng ở bộ phim, đó chính là phim sử dụng hiệu ứng lồng tiếng thay vì dùng giọng thật của diễn viên, khiến độ chân thực giảm đi vài phần. Không Nói Lời Tạm Biệt hiện đang lên sóng trên hai nền tảng chính là AQG và Tencent Video. Phim sẽ phát sóng 2 tập một ngày đối với tài khoản thường, 6 tập vào ngày đầu tiên đối với tài khoản VIP, từ ngày thứ 2 trở đi mỗi ngày phát sóng 2 tập. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!